Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 7 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em ở cái phần toán gồm cả hai đề bộ cánh diều cũng như là bộ kết nối cũng như là bộ chân trời. Thì chúng ta học bộ nào thì các em vào đó để chúng ta xem. Sau khi chúng ta thi học kỳ 1 xong thì chúng ta cũng đã có sẵn video trên kênh thầy trong phần học kỳ 2 rồi các em nhé. Nên các em cứ vào đó trong kênh của thầy, vào trong kênh sách phát là thầy đã quay sẵn cho các em rồi. Cứ vào đó để các em học các em nha. Ok, trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở phần đề thi kiểm tra cuối kỳ 1 của cái bộ môn khoa học tự nhiên lớp 7 bộ cánh diều em nhé. Trong đây nó gồm có hai phần. Phần thứ nhất là phần A là phần trắc nghiệm gồm có 4 điểm. Phần B là phần tự luận 6 điểm. 4 điểm này thì nó gồm có 16 câu. Mỗi câu thì chúng ta chọn đáp án đúng nhất. Nhưng chúng ta khoanh một đáp án. Mỗi đáp án đúng nó sẽ có cái giá trị đó chính là 0,25 điểm. Rồi, thầy quay. Cái file đề thì em vào nhóm Zalo để em lấy hoặc là các em vào trên kênh TikTok của thầy để em lấy nha. Thầy Quang 2503 đấy. Những câu này thì biết thì nó dễ mà không biết thì nó cũng khá là khó ha. Nó xen kẽ là lý hóa lý sinh em nha. Rồi ok. Về phần tự luận này các em. Rồi, chúng ta làm đi. Làm xong những mẫu video thầy lên xem nhé. Rồi, ta bắt đầu. Ở phần trắc nghiệm trước. Đề này thầy sẽ quay trong một clip thôi. Chỉnh ghế chỉnh đồ lại rồi rồi ta bắt đầu nha. Ta sẽ đi sang ở câu số 1. Được chưa nào? Ta đã làm chưa? Nếu bạn nào chưa làm thì tắt video để làm đi nha. Bạn nào làm rồi mình xem nha. Kỹ năng trong việc tiến hành thí nghiệm là kỹ năng tiến hành thí nghiệm đó chính là gì em? Quan sát đo, quan sát phân loại liên hệ, quan sát đo dự đoán phân loại liên hệ, đo dự đoán phân loại liên hệ. Chứng tỏ để mà đầy đủ nhất, để mà có kỹ năng trong việc tiến hành thí nghiệm đó chính là gì em? Phải quan sát được này, phải đo đạt được, phải dự đoán được kết quả thí nghiệm, sau đó phân loại và liên hệ. Như vậy thì đây chúng ta sẽ chọn là một C. Hiểu chưa? Câu số 2. Đơn vị tính để tính khối lượng của một nguyên tử theo đơn vị quốc tế AMU. Đơn vị khối lượng nguyên tử là đó chính là đơn vị carbon em nha, đó chính là DVC đấy. Gam này đó chính là khối lượng rồi. Đây là khối lượng kg tấn. Đây, DVC là đơn vị carbon, đơn vị carbon. Tiếp. Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại có cùng số hạt nào trong hạt nhân, đó chính là số gì? Đó chính là số proton. Nhớ không thầy, đó chính là số proton nha, nguyên tử cùng loại là nó sẽ có cùng số hạt, đó chính là hạt proton. Đây, câu B. Câu số 4. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học được sắp xếp theo nó sẽ theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân trong nguyên tử. Được không nào? Đây là trong phải, đây đây đây. Tăng dần của điện tích hạt nhân của nguyên tử này. Rồi, câu B luôn. Ok. Câu này người ta hay ra lắm các em nha. Bảng tuần hoàn cấu tạo gồm bao nhiêu chu kỳ thì chúng ta được học rồi. Có mấy chu kỳ? Có 7 chu kỳ, từ chu kỳ 1 cho tới chu kỳ 7. Ha. Mà chu kỳ ấy thì nó sẽ là gì các em? Chu kỳ đó chính là biểu hiện cái số lớp. Có bao nhiêu lớp ấy? Dù chu kỳ 1 là có một lớp E, chu kỳ 2 có hai lớp E nghĩa là hai vòng á. Chu kỳ 3 có ba lớp E, chu kỳ 4 có bốn lớp E. Đúng không? Có bốn vòng.
Còn về nói về nhóm, nhóm thì đó chính là có cùng số E ở lớp ngồi cùng. Ví dụ nhóm 1A, nhóm 2A, nhóm 3A rồi đó. Em hiểu chưa? Phải phân biệt cái đó nhá. Như vậy ở đây chỉ có 7 chu kỳ. Để em ta chọn là câu C này. Ta đi sang câu số 6 em. Đơn chất là chất được tạo nên từ mấy nguyên tố học? Đơn là mấy? Đơn là một. Còn hợp chất thì nó sẽ là từ hai nguyên tố trở lên. Như vậy ở đây ta sẽ chọn là câu A là một thôi. Đơn chất. Ví dụ như là Cu hoặc là Al hoặc là C hoặc là gì nữa em, Mg. Còn ví dụ hợp chất, ví dụ nước, ví dụ H2O hoặc là HCl hoặc là H2SO4, đấy chính là hợp chất, hiểu chưa nào? Hạt đại diện cho chất, hạt đại diện cho chất đó chính là gì? Đó chính là phân tử. Hạt đại diện cho chất là phân tử chứ không phải là nguyên tử hay là electron hay là proton, mà đó chính là phân tử em nhé. Hạt đại diện cho chất đó chính là phân tử. Ok. Như vậy thầy đã hoàn thành xong 7 câu rất là nhanh chóng. Hoàn thành nhưng có sự giải thích trong đó em nha, chứ không phải đùng 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 vô khanh khoanh liền đó ha. Rồi tiếp tục ta sẽ đi sang câu tiếp theo, câu số 8 nha. Như vậy thì ở đây trong chất cộng hóa trị thì hóa trị nguyên tố bằng cộng hóa trị ha, số E mà các nguyên tử của nguyên tố đã góp chung để tạo ra liên kết đúng không, góp chung. Đó chính là góp chung E chứ không thể nào mà góp chung proton hay neutron. Còn là số E mà nguyên tử của nguyên tố đó nhường, không phải nhường em. Cộng hóa trị đó chính là góp chung. Được nè, cộng hóa trị là góp chung E. Đấy. Nên là số E trong mà nguyên tử của nguyên tố đã góp chung để tạo là liên kết. Đó. Như vậy ở đây chúng ta chọn là đáp án A này. Chứ mà góp góp chung proton và góp chung neutron là sai rồi. Mà liên kết cộng hóa trị thì không không phải là nhường cho nhận được, hiểu chưa? Đấy. Tiếp tục công thức hóa học của một chất bao gồm, như vậy thì công thức hóa học của một chất bao gồm là gì nè? Thứ nhất là ký hiệu hóa học, và thứ hai á đó chính là tỷ số, cái chỉ số dư chân. Ví dụ như là nó có công thức là AXBY đi, thì AB ở đây đó chính là ký hiệu hóa học, còn XY ở đây đó chính là chỉ số dư chân, nghĩa là thể hiện cái chỉ số nguyên tử á, để nó liên kết với bao nhiêu nguyên tử, nguyên tố này với nguyên tố kia. Ký hiệu chỉ số ký hiệu và hóa trị, ở đây người ta ghi ký hiệu và hóa trị là sai rồi, phải là ký hiệu và chỉ số mới đúng này. Như vậy đây người ta chọn đáp án C, hiểu chưa? Ta sẽ đi sang câu số 10. Để đo tốc độ chuyển động của một viên bi trong phòng thực hành, khi dùng đồng hồ bấm giây, ta thực hiện bước sau. Một, dùng công thức V bằng S chia T để tính tốc độ. Cái này là phải dùng để tính cuối cùng này. Dùng thước đo độ dài quãng đường S, xác định vật xuất phát và đích chuyển động của vật. Dùng đồng hồ bấm giây đo thời gian. Như vậy này, coi thầy vẽ này. Bước đầu tiên chúng ta sẽ xác định đồng thời cái vạch. Đây là vạch xuất phát, và đây chính là vạch đích cái đã. Xuất phát vạch đích. Sau đó chúng ta chứng tỏ đây, chúng ta sẽ chọn đây là vị trí số 3 nghĩa thành vị trí số 1 này. Sau đó chúng ta dùng thước chúng ta đo khoảng cách này. Như vậy thằng này sẽ là vị trí số 2. Sau đó chúng ta mới dùng gì? Dùng đồng hồ bấm giây. Dùng đồng hồ bấm giây để chúng ta đo đạt. Không? Như vậy thằng này là vị trí số 3. Và thằng này cuối cùng vẫn là vị trí số 4 là thằng này. Như vậy nó sẽ là 3, 2, 4, 1. 3, 2, 4, 1. Đây. Hiểu chưa? Nó phải là 3, 2, 4, 1 em nha. Xong rồi đó. Ta sẽ đi sang câu 11. Đơn vị dùng để đo độ cao. Độ cao của âm. Nếu mà tần số ấy là Hz, nhưng mà để đo độ cao á của âm thanh ấy, đó chính là decibel. Nha. Như vậy thì đây chính là decibel này, đây là tần số này. Cái Hz này là đơn vị để tần tần số này. Newton ký hiệu là N này để đo lực này. Lực này, đây là đo tần số này. Đây chính là đo khối lượng này, đo khối lượng này. Còn cái đây đó chính là âm thanh này, âm này. Như vậy đây chúng ta chọn là câu 11, đây là chính là âm thanh này, đơn vị đo decibel là âm thanh này. Em hiểu chưa nào? Ta đi sang câu 12. Khi độ to của vật tăng thì biên độ dao động của vật sẽ biến đổi như nào? Chắc chắn sẽ tăng, nó sẽ tỷ lệ thuận em nha. Tăng đây. Câu A. Hiểu không? Vật nào sau đây phản xạ âm tốt? Phản xạ âm tốt thì cái vật đó phải là mặt
nhẵn bóng, chứ không phải xạ âm kém thì mặt nó phải xù xì, ha, xù xì. Miếng xốp thì kém rồi này, tấm gỗ kém này, mặt gương tốt này, điểm cao su kém, như vậy ở đây tốt thì chúng ta sẽ chọn là mặt gương. Ok, ta sẽ đi sang câu 14 em. Hiện tượng và ứng dụng nào sau đây không liên quan đến năng lượng của ánh sáng? Không liên quan nhé. Cái nào liên quan thì chúng ta không chọn, mà không liên quan thì chúng ta sẽ chọn. Chai nước để ngoài nắng, nước trong chai nóng lên thì chắc chắn là liên quan tới năng lượng ánh sáng mặt trời rồi. Bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời, các hộ gia đình chắc chắn liên quan mặt trời. Tại vì nhờ năng lượng này nó mới nóng lên cái nước lên được, đúng không? Máy tính cầm tay sử dụng năng lượng mặt trời thì cũng có sự liên quan. Hiện tượng cầu vồng xuất hiện trên bầu trời thì chắc chắn chả liên quan gì cả. Như vậy ở đây chúng ta sẽ chọn là câu D. Hiểu chưa? Rồi xong. Còn hai câu nữa các em ha. Rồi tiếp tục em. Ta đi sang câu 15. Trong định luật phản xạ ánh sáng, quan hệ giữa góc tới và góc phản xạ là như thế nào? À, bằng nhau. Bằng nhau các em nhé. Bằng nhau. Góc tới lớn hơn là sai rồi. Đây đây, đây bằng này. Nhỏ hơn sai nè. Có thể lớn bằng cũng sai. Bằng bằng bằng. Nghĩa là góc Y. À, góc Y sẽ bằng góc Y phẩy đó. Này học rồi đúng không? Tia tới rồi tia phản xạ, pháp tuyến rồi, ta nhớ chưa? Câu 16 này. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có tính chất là gì? Thì chúng ta học về ảnh của vật tạo bởi gương phẳng thì nó phải có tính chất là ảnh gì? Ảnh thật hay ảnh ảo? Nó phải là ảnh ảo và bằng vật. Nhớ ảnh ảo và bằng vật. Lớn vật sao rồi? Bé. Đây, câu C này. Hiểu chưa? Ảnh thật cũng sai, nó phải ảnh ảo và bằng vật. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần tự luận luôn em nha. Rồi, chúng ta sẽ đi sang phần tự luận 6 điểm. Ta đi sang câu 17 em. Đây là một bài hóa. Khi phân tích hợp chất A, nhận thấy phần trăm khối lượng của đồng là 40%, lưu huỳnh là 20%, còn lại là oxygen. Như vậy đây là hợp chất A, chúng ta hình dung như này. Hợp chất A của chúng ta là gồm có 3 nguyên tố, ta chia làm 3 ra. Phần nào? Ví dụ đây là đồng, ở đây là oxy và đây là lưu huỳnh. Thằng đây là 40%, thằng đây là 20%, người ta đã cho thì chúng ta tính được thằng này không? Được, bằng 40%. Tại sao thầy bạn biết nó bằng 40%? Thầy lấy 100% trừ cho 40% và trừ cho 20% thì chỗ này ra sẽ là 40%, đúng không nào? Xác định công thức hóa học của A, biết khối lượng mol của A là 160 g/mol. Như vậy thì tổng khối lượng mol ở đây M lớn của A sẽ bằng là 160 g/mol, đúng không? Nhưng mà từ cái này thầy đã tính được khối lượng của đồng không? Được, bằng cách thầy lấy 40% này nhân cho 160. Thầy tính được khối lượng lưu huỳnh không? Được, bằng cách lấy 20% này nhân cho 160. Thầy tính được khối lượng oxy không? Được, có hai cách tính. Một, chúng ta sẽ lấy 40% này, chúng ta nhân cho 160. Hai, là sau khi chúng ta tính khối lượng của đồng và khối lượng của lưu huỳnh xong, chúng ta sẽ lấy 160 này trừ đi cho khối lượng của đồng và trừ cho khối lượng của lưu huỳnh thì ra khối lượng của oxy. Sau khi chúng ta có khối lượng của ba anh là đồng, oxy và lưu huỳnh xong thì chúng ta sẽ tính ra được số mol. Dựa vào tỷ lệ số mol đó chúng ta sẽ ra được cái công thức của hợp chất A. Các em hiểu chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm nha. Ta tóm tắt đề bài. Chúng ta sẽ gọi công thức hóa học tổng quát của A là, nó sẽ là COX, SI và gì? OZ. Mục đích chúng ta đi tính ở đây X, Y, Z á. Hiểu chưa? Hiểu chưa nào? Như vậy thì bước đầu tiên thầy sẽ tính cái khối lượng của CU này, S này, O này có trong một mol A là. Như vậy khối lượng CU, như vậy hồi nãy thầy đã vẽ rồi, tổng khối lượng đây là 160 mà đồng nó chiếm là 40%. Như vậy chúng ta sẽ lấy 160 nhân ở đây cho 40%, thì cái này chúng ta tính toán ra thì cái này sẽ bằng là 60 g. Tương tự như vậy thầy tính khối lượng của lưu huỳnh cũng sẽ bằng 160 nhân ở đây cho 20%, thì kết quả ở đây sẽ bằng 32 g. Thầy sẽ tính từ đây, thầy suy ra khối lượng của oxy sẽ bằng là 160 là khối lượng của A trừ đi cho khối lượng của CO và trừ đi khối lượng của lưu huỳnh.
Như vậy bằng 160 trừ đi 64 và trừ đi cho 32 và kết quả đây mình sẽ bằng 64 gram. Hiểu chưa? Sau khi thầy có khối lượng của ba anh rồi thì thầy sẽ tính ra số mol. Số mol nguyên tử của Cu, lưu huỳnh và O có trong một mol A là, sau khi có khối lượng rồi thì thầy tính số mol của Cu. Số mol Cu thì bằng khối lượng của Cu chia cho khối lượng mol của Cu, là khối lượng nguyên tử đấy. Nhưng mà khối lượng Cu chúng ta tính được ở đây là 64 chia cho khối lượng nguyên tử có trong bảng hệ thống tuần hoàn, ta là cũng copper, nghĩa là đồng là 64 luôn, nghĩa là bằng 1 mol. Số mol của lưu huỳnh sẽ bằng khối lượng lưu huỳnh chia khối lượng mol của lưu huỳnh, sẽ bằng 32 chia 32 đúng không? Cũng bằng 1 mol. Số mol của oxy sẽ bằng khối lượng của oxy chia cho khối lượng mol của oxy, đây sẽ bằng 64, khối lượng mol nguyên tử oxy thì bằng 16 đúng không? Bằng 4 mol. Đó. Vậy đó. Ta có vậy. Trong 1 mol hợp chất A có gì? 1 mol Cu, 1 mol gì? Lưu huỳnh và 4 mol nguyên tử oxy. Nên kết luận là vậy. Công thức hóa học của A là, đó chính là CuSO4. Tỷ lệ hệ số nguyên tử đây là 1 1 4 này. Chỗ đây 1 với 1 đây không cần ghi này. 1 1 4, hiểu chưa? Đây. Bài 17 nghe. Thầy giải chi tiết là như vậy nha. Ok, ta sẽ đi sang câu tiếp theo, câu 18 nha. Câu 18 nha. Ở đây người ta hỏi gì đây? Sử dụng thiết bị bắn tốc độ để kiểm tra tốc độ các phương tiện giao thông có những ưu điểm gì? Thì em thấy rằng là các chú công an hay có cái máy bắn tốc độ thì khi mà ví dụ chạy trên đường cao tốc chẳng hạn thì tốc độ tối đa là 120 mà tốc độ tối thiểu là 80. Ha, khi mà đường trơn trượt mưa gió thì tốc độ tối đa khoảng 100 km/h thôi. Thì cái ưu điểm máy bắn tốc độ là để kiểm tra các cái phương tiện để mà về phần tốc độ để mà xử lý. Nếu như mà phương tiện nào mà chạy quá tốc độ thì sẽ bị xử phạt. Tại vì khi mà chạy quá tốc độ thì sẽ gây những cái tai nạn giao thông rất là nghiêm trọng và thảm khốc các em nhé. Em hãy giải thích sự truyền sóng âm phát ra từ một cái trống trong không khí. Như vậy thì đây cái phần này. Do thầy đọc nhiều quá nên cũng mệt em. Thầy đưa cái đáp án luôn cho em để em máy này. Đó. Nãy giờ nói chung là khi thầy quay không phải thầy quay một đề này các em, thầy quay tới 3 4 đề liên tiếp. Nói rất là mệt. Được chưa? Câu 18 á. Đưa đáp án để em xem mà chép. Nếu lỡ người ta đưa ra cái câu hỏi này thì mình mới đường làm nha. Đề này mang tính chất là tham khảo thôi nha. Ta sang câu 19 nha. Lấy ví dụ về phản xạ và phản xạ khuếch tán. Phản xạ, ta lấy ví dụ như là ảnh của tháp rùa ở dưới mặt nước chẳng hạn. Đó. Phản xạ khuếch tán ví dụ như là ảnh của tháp rùa khi mà có gió nó gợn sóng thì không còn thấy ảnh nữa. Đấy chính là phản xạ khuếch tán. Đúng không nào? Giả sử nhà em ở một cục một trụ sở xây sát gạo á, tiếng ồn, nghĩa là bây giờ người ta yêu cầu là chúng ta đưa ra biện pháp. Thường là người ta phải nghĩ ngay tới cái việc là gì? Trồng nhiều cây xanh này, lắp các cửa kính, rồi chúng ta sẽ lắp các cái rèm hay là xây bờ tường cao lên. Đúng không? Đây, câu 19 nha. Rồi, chúng ta sẽ đi sang câu cuối cùng là câu 20 em nha. Ở
đây câu 20 thì thầy sẽ hướng dẫn trực tiếp cho các em ở trên tờ giấy này. Qua trò chuyện với bố, Hùng biết quãng đường từ nhà Hùng đến trường có độ dài là 1,2 km. Đây, ta hình dung ở đây này. Ở đây là nhà và đây là trường. Thì cái quãng đường ở đây từ nhà tới trường cũng như từ trường tới nhà là bằng 1,2, nghĩa là S. Đúng không nào? Để tính được tốc độ trung bình khi đạp xe từ nhà đến trường và từ trường đến nhà, Hùng đã ghi lại kết quả sau lúc đi lúc về, nghĩa là thời gian. Đây đơn vị là phút, mà đây là km thì chắc chắn ta phải đổi từ phút ra giờ. Mà vận tốc trung bình, các em nhớ này, vận tốc trung bình sẽ bằng là S1 là từ nhà tới trường, cộng cho S2 là từ trường tới nhà, chia cho thời gian đi, cộng cho thời gian về. Như vậy cái S1 và S2 này đã có chưa? Có. S1 cũng bằng 1,2 mà S2 cũng bằng 1,2. Chia, bây giờ T1 và T2 chúng ta sẽ đổi này ra. Cái thời gian đi T1 là bằng 4,6 phút. Thì chúng ta đổi ra trở thành là 4,6 chia cho 60 giờ. Có đúng không? T2 thì đây là bằng 5 phút thì sẽ bằng là 5 chia cho 60 giờ. Sau đó các em thế vô đây. Các em lấy 4,6 chia 60 cộng cho 5 chia cho 60. Nhưng mà kết quả ở đây ra xong. Đó, các em thế vô đây nè. Các em hiểu chưa? Như vậy cái bài này nó không có khó, ở đây chúng ta chỉ cần đổi cái thời gian này ra giờ, ok. Cứ để từ phút đổi ra giờ thì các em sẽ chia cho 60, tại vì 1 giờ thì bằng 60 phút, các em nhớ không thầy như vậy. Các em hiểu không? Hiểu chưa? Bài 20 các em. Đó, bài 20 em. Ở đây kết quả vận tốc trung bình ta là 15 km/h. Cái bài này không có khó em, chúng ta đã có công thức này nè. S1 cộng S2 chia cho T1 cộng T2. Như vậy thì clip hôm nay từ đây là kết thúc em. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái nếu thầy có thời gian rảnh thì thầy sẽ quay tiếp cho em một đề nữa, còn không thì thôi em nha. Chúc em thi tốt và có kết quả cao trong học tập. Bye bye em. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh của thầy Quang với thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Ok. Hòa đang đẹp em. Đấy, đẹp luôn.